Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này, mình sẽ đi tập hợp cái iPhone 8 Plus nhá. Thì ok, mình sẽ cho mọi người xem lại cái lúc mà mình móc em nó ra nhá. Ok, xem như thế nào nhá. Ok. Siêu kỹ thì nha, xong rồi anh khui cho anh siêu luôn. Siêu là cái gì? Đây này, siêu là cái bọc bên ngoài này, anh kiểm tra kỹ đi. À, nó còn nguyên vẹn luôn á. iPhone iPhone 8 Plus đúng không? Cái dòng mới nhất rồi. X chưa ra. 8 Plus 64GB. X giờ chưa có mà đúng không? Dạ, X là nay là ngày 8 Plus. Kìa lấy ấy xé chẳng kìa. Xé được mà anh kéo nó lên là được ha. Kéo này phải không? Dạ đúng rồi. Kéo ra hết luôn rồi. Kéo luôn. Rồi. Ok. Rồi anh lật ngược hộp lại. Rồi. Lúc dốc nó ra từ từ. Cẩn thận. Anh để đây cho chắc nè. Không có công trên đó. Kìa không nhỉ. Wow, đẹp quá. Cái lưng đẹp á, cái viền thì nó dễ, nó kiểu gần giống màu hồng, nhưng mà cái lưng nó đẹp. À rồi đây, thì hôm nay mình thật sự ra nói thì mình rất là ngại ở nơi đông người, vì thế mình không có quay được rõ chi tiết. Bây giờ mình đã mua về nhà rồi đây, đó. Sau đó ghi cái gì đây ta? Mở thế nhỉ? Camera mở thế. Chỗ nó ghi là iPhone 8 Plus sản xuất năm 2017. Đấy, thì hôm nay mình đã bóc siêu nó ở bên ngoài ở thế, bên ngoài ở thế thế giới di động rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong như nào nhá. Hồi nãy đã coi rồi nhưng mà giờ mình mở lại. Tiếng. Đẹp ha. Vâng, cái trái táo mờ. Đây, ở như thế này đây. California gì đây, mình cũng chả biết tiếng Anh nó ghi cái gì nữa. Đây, em ở đây. Cái này xài dấu vân tay nhá. Mình đã tải về liên quân sẵn rồi nè. Hồi nãy mình mới tải về, sau giờ mình mới làm clip cho mọi người xem. Đây nhá, iPhone 8 Plus. Cái này là màu màu, nó là màu gì ta? Trắng trắng mà nó không phải màu vàng, mà trắng thì không phải màu trắng, mà nó cứ lai lai ấy. Màu hương. Rất là đẹp luôn. Sao nào, đâu rồi, cài đặt chung này. Giới thiệu này. Bộ nhớ của nó là 64GB nhá. Hồi nãy thì mình có hỏi cái iPhone 7 Plus ấy, thì nó iPhone 7 Plus 32GB thì nó cũng 20 triệu rồi. Vì thế mình lấy cái này luôn. Thêm 3 triệu nữa nhá. 3 triệu nữa là lấy cái 8 Plus luôn để chơi game. Xem phụ kiện nó có gì hot không. Cốc sạc thôi. Hình như cái dòng iPhone 8 này nó có cái ấy sạc không dây ấy, nhưng mà mình hỏi bên đó thế giới di động có bán không thì nó kêu là không bán. Không bán thì thôi.
xí đầu căng nhờ, đúng không? Ok, đấy rồi, ôi tai nghe này. Cái này là đồ chuyển đổi tai nghe sang cái dây này. Tai nghe rắc cắm bình thường, nhưng mà cái này nó chỉ có một cái rắc cắm tai nghe đằng sau này thôi. Cái cục sạc, cái chân sạc là sẵn tích hợp tai phone luôn đấy. Gì đây, cái này là cái gì đây, cáp. Mình chưa xài nữa mà, mới mua về xong rồi ấy thôi. Hết rồi, có gì nữa đâu. Cái này là khổ không à, chả có gì trong hết, chán phèo. Trời ơi, từng này mà 23 triệu này. Trời ơi, đắt nhất là mỗi em này thôi. Sáu mươi bốn GB thì hình như nó còn 50 mấy GB thôi, nhưng mà sự ra nói thì nó bộ nhớ của cái iPhone thì nó bằng bộ nhớ với cả cái máy bên ngoài. Ví dụ cái này 2 GB, cái thẻ nhớ bên ngoài 2 GB, hoặc là bộ nhớ máy của Samsung nó 2 GB, nhưng mà bộ nhớ iPhone nó chứa được ít hơn, ít dữ liệu hơn. Nó tại sao? Tại vì nó thường thường ví dụ hình ảnh của nó rõ nét hơn, nên ra nó chiếm diện tích nó cao hơn. Bây giờ có bao nhiêu, 53 GB nữa. Vậy thôi, đơn giản thế thôi. Mình có quay mọi người xem cái đập, mình đập hộp nó như là thế nào. Giá của nó thì 23 triệu nhá. 22 triệu 999, 90.000. Ok. Có mình hỏi iPhone X rồi, nhưng mà iPhone X hiện tại chưa có hàng, hình như là tới mùng 8 hay sao ấy, phải đặt hàng trước. Thế nên thôi rồi. Ôi, iPhone X thì có bản 128 GB, nó giá là 29 triệu. 256 GB là 34 triệu. Đấy. iPhone 8 Plus. Đẹp áo cá, ok. Cái này là dòng cao nhất của iPhone hiện nay rồi. Cao hơn nó thì là iPhone X ấy, nhưng mà iPhone Big đã bán đâu. Hiện tại thì đính đấy, hiện tại thì cái này là cao nhất rồi. Đây là sữa. Uống sữa. Rồi thì cái việc mua cái điện thoại cũng như là đập hộp đó thì cũng chả có gì quan trọng cả đâu. Ok, đây, nó đây, yeah. Để nói chung là mình mua cái điện thoại này cũng phải góp tiền rất là lâu rồi. Thực sự ra nói thì cái tiền mà mình mua cái điện thoại này đều là cái tiền mà mình kiểu như làm thêm ấy. Mình làm clip, mình lấy tiền này. Cũng như là thứ nhất là mọi người donate cho mình này, thứ hai là làm clip này, nhưng mà donate được bao nhiêu đâu, năm và chút xíu tiền làm clip này, cái tiền mình đánh mình like này, kiểu như là mình like thì mọi người trả tiền cho mình ấy, trả theo giờ, mình một giờ like là 100k đấy, mình góp khá lâu rồi, mấy tháng ấy, từ xưa đến giờ luôn ấy. Mua cái này là mình không sử dụng đến tiền lương của mình nhá, cái tiền lương YouTube và tiền khác, cái tiền đấy thì vợ nó giữ rồi, không bao giờ mình lấy cái tiền đấy mình sai. Còn cái tiền là mình mua cái này ấy, 23 triệu. Tiếc lắm, vợ mình nó tiếc lắm, nhưng mà tiếc nhưng mà vẫn kêu mình mua. Không biết sao nữa, kệ, không sao. Có rồi, mình xài mình cái này mình chơi game cho đỡ lag, lag quá, sự lag rất lag luôn. Rồi ok, thì cái clip mình chỉ sơ sơ qua cho mọi người biết thôi. Mình cũng không có giỏi về cái vấn đề mà quay pin, cũng như là mình thấy nhiều người quay pin rất hay, nhưng mà mình rất là tệ về cái vấn đề đấy. Như là cái điện thoại quay pin nó rất là mờ, sự rất là mờ luôn, không giống như mấy cái máy quay phim rõ nét đàng hoàng, nhưng mà kệ, cho mọi người biết sơ sơ rồi ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nhá, hy vọng thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nha. Cái điện thoại đây, cái điện thoại đây sẽ là cái điện thoại Samsung Note 4. Samsung Note 4, cái này mình sử dụng là livestream với cả quay clip này rất lâu rồi, máy cũng rất là ok. Bây giờ nó vẫn còn ấy, nó vẫn còn mượt lắm, nhưng mà nó chơi game mà lúc mà livestream ấy sử dụng 2-3 phần mềm ấy, nó chịu không nổi, RAM nó 3 GB ấy, nhưng mà chịu không nổi thật, thực sự là chịu không nổi luôn. Mình không biết sao nữa, đôi khi nó cứ lag giật giật rất là khó chịu. Giờ mình sẽ để dành cái điện thoại này để làm clip, còn cái điện thoại kia để livestream. Sau này mình quay clip đời sống thì có lẽ mình sẽ lấy iPhone mình quay nhá. Ok, bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Và nhớ ủng hộ thêm mình cho mình nha. Ok, bye bye.